Thuê trọ không trả tiền. Con lên kinh thành nhớ phải cẩn thận, cố tìm cuốn kinh thư mà lên đó chịu khó quan sát mà học hỏi nha. Cổ nhân nói rồi, đi một ngày đàn, học một sàng khôn con ạ. Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Chào thầy con đi. Ôi chao, đẹp quá, không hổ danh là kinh thành, cái gì cũng có, đẹp thật đấy. Chà chà, ngọc đẹp thế này, chắc đắt lắm đây. Cậu quả là có con mắt tinh đời, cậu định mua để tặng người trong mộng hả? À không, tôi đeo thử, nhưng có vẻ không vừa. Mời quý khách vào. Quý khách muốn ở trọ, phòng như thế nào ạ? Tôi chỉ có đủ tiền để ở ghép phòng thôi. Ai, thật là... Cậu là cậu học trò. Thôi được, tối nay cậu có thể ở chung phòng với tôi. Không cần trả tiền đâu. Ô, đã tạ ông, thế thì còn gì bằng nữa ạ? Cậu đợi tôi đi rửa mặt mũi tay chân, rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn tối nhé. Vâng. Cậu làm gì thế? Tôi thấy nó vì miệng tay nải bị tuột ra. Chiếc vòng quả là đẹp. Thôi chết, túi tiền của tôi đâu rồi? Không, không phải tôi lấy cắp. Ông có thể khám người tôi mà. Còn cãi sao? Ở đây chỉ có tôi với cậu, có còn ai đâu. Không, tôi không lấy mà. Tôi không phải là kẻ trộm. Có phải của quý khách đánh rơi không? Lúc nãy tôi quét nhà thấy nó rơi dưới gầm cầu thang, mà chỉ có hai vị vừa mới bước lên. Tôi đoán là của một trong hai vị đánh rơi. Ồ đúng rồi, nó là của tôi. Cảm ơn ông chủ. Xin lỗi anh bạn nha. Tôi đã nói là tôi không có lấy cắp mà ông không tin. Dù sao tôi cũng là học trò, được ăn học đàng hoàng mà. Thôi thôi, cậu bỏ quá cho. Tại trong cậu... Tôi làm sao? À không, không có gì. Tôi xin mời cậu bữa cơm để chuộc lỗi này. Hây, thật là bực mình mà. Thầy ơi, con đã về rồi. Thế nào, chuyến đi thú vị không? Chẳng có mấy thú vị thầy ạ. À. Con còn bị vu khống là kẻ cắp, suýt phải lên hầu quan nữa, thật ấm ức quá đi. Chuyện thế nào? Ai, thế còn ấm ức gì nữa? Chuyện này lỗi trước hết là ở con, tiên trách kỹ, rồi hậu mới trách nhân được. Thầy nói thế là sao ạ? À? Rõ là con bị oan, họ sai còn xin lỗi con. Sao thầy không thấy làm thương bên vực con mà lại còn trách cứ con ạ? À? Con là người được ăn học, ra ngoài hành xử phải đàng hoàng, đỉnh đạt. Phàm là đồ vật hay chuyện của người khác thì không nên hiếu kỳ. Tư cách con người được thể hiện qua những hoạt động thường ngày của họ. Còn tuy không trộm cắp, nhưng hành động khuất tất, người ta nghi ngờ là phải. Con nên tự mình soi lại và chỉnh đốn lại bản thân đi, nếu không sẽ còn hàm oan nhiều đấy. Dạ, thầy nói con hiểu rồi, con xin nghe lời thầy. Thỏi son của mẹ kế. Yêu một ngày tốt lành. Cô Biên ơi, mình đi trung tâm giải trí nhé. Con thích chơi gì nào? Chơi xe đua mẹ nhé. Được rồi, con thích gì mẹ cũng chiều hết. Cô ơi, cháu thích khu búp bê. Vi à, ngày mai cháu học piano phải không? Mai mà cháu không trả bài tốt thì ba cháu sẽ buồn lắm đấy. Cho chị Vi đi cùng đi mẹ, con thích chị Vi. Ngốc lắm, chẳng biết gì cả. Cháu tập trung vào, tập đàn xong thì lên làm bài tập toán, nhớ chưa? Dạ.
Có mẹ ở đây, mẹ sẽ buộc tóc để mặc váy đẹp cho mình và cho mình đi siêu thị nữa. Vi ơi! Con đây ạ! Bà quên tập tài liệu nên về lấy. Cô Thùy đâu? Cô Thùy cho em Bin đi chơi rồi ạ. Thế sao con không đi? Con cũng muốn đi, nhưng cô Thùy bảo con ở nhà tập đàn. Cô Thùy lo cho con nên mới nói thế đấy. Con tập thật chăm chỉ nhé. Ba đi đã không muộn. Hai chị em chơi xong phải rửa tay đi nhé. Vi toàn dạy em mấy trò nghịch bẩn thôi. Kệ nó, trẻ con nghịch đất cát cho khỏe người. Đố chị Vi lấy lại được cặp tóc. Thôi chết rồi chị Vi ơi. Sao thế Bin? Em làm suốt xe mẹ rồi. Thôi xong rồi, ai bảo em cứ nghịch ngợm cơ. Làm thế nào đây? Ai, mẹ sẽ đánh em mất. Làm sao bây giờ? Em sợ lắm. Bin, Vi đâu rồi? Đứa nào nghịch son của mẹ? Nói mau. Dạ. Có chuyện gì thế em? Sao lớn tiếng thế? Em vừa mới mua thỏi này được 2 ngày, chưa dùng tí nào. Tại sao nó lại thành ra thế này chứ? Được rồi, anh sẽ mua đền em thỏi khác được chưa? Bin ra đây. Con là con trai, chắc chắn nghịch son của mẹ làm gì rồi, có phải không? Con Vi, cháu nghịch son của cô có đúng không? Em thôi đi, em làm con bé sợ đấy. Sao em phải thôi? Mẹ kế không là gì cả, có phải không? Con cái hư phải dạy chứ. Ba với cô đừng cãi nhau nữa. Là con đã làm ạ. Anh nghe thấy chưa? Em nói có sai đâu. Cháu sẽ bị phạt, không được ra khỏi phòng cho đến khi cô cho phép. Cháu xin lỗi cô. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy một cây son khác này. Không phải việc của con. Mẹ ơi, lúc sáng con nhỡ tay làm xước xe mẹ, sợ mẹ mắng nên con lấy son của mẹ tô lên vết xước. Sao lúc nãy con không nói? Để mẹ mắng oan chị rồi. Bin ơi là Bin. Hôm nay cô Thùy giận con lắm, có phải không ba? Lần sau con đừng nghịch đồ của cô nhé, như vậy là không ngoan. Cô Thùy rất thương con, chỉ là cô hơi nghiêm khắc thôi. Con hãy hiểu cho cô nhé. Em vào có được không? Cô ơi, cháu xin lỗi cô. Lần sau cháu không như thế nữa ạ. Vi à, cô xin lỗi, là cô đã trách lầm con rồi. Cô Bin đã nói hết cho cô biết rồi. Là sao? Em nói gì thế? Có chuyện gì hả Vi? Dạ, em Bin làm xước xe của cô nên đã lấy son để bôi lên chỗ xước. Con sợ em bị đòn cho nên... Vi ngoan, Vi thương em Bin thế mà cô, thật là cô xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ cũng đừng giận con nữa nhé. Con với chị Vi sẽ ngoan mà. Món thịt viên chiên. Nắng quá, chúng mình vào quán làm đi nước mía rồi về đi. Được đấy. Tuấn ơi, Tuấn. À, Nam đấy à. Sao cậu đi vội thế? Vào quán uống nước mía đã. À, thôi, tớ về trước đây. Này Tuấn, nhớ lịch đá bóng chiều nay của đội mình nhé. Tớ không đi được rồi. Sáng nay tớ cũng đã bảo với bạn đội trưởng rồi. Thôi, tớ về trước đây. Này. Dạo này cậu ta sao thế nhỉ? Bình thường chơi thân với cậu lắm mà Hùng. Tớ cũng chẳng hiểu nữa. Dạo này cậu ấy chẳng mấy khi chơi với ai. Cứ học về là cắm đầu cắm cổ chạy về. Hay vì là ác chủ bài của đội bóng, lại liên tục xếp đầu khối về kết quả học tập, nên cậu ta kiêu căng, không thèm chơi với ai nữa. Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ thế thật. Hồng ơi, cậu cho tớ mượn quyển toán nâng cao nhé. Tớ chưa mua được. Tớ cho bạn My mượn mất rồi. Để khi khác tớ mượn cho cậu nha. Ồ vậy à, thế thì chán nhỉ. Thôi, tớ về đây. Mẹ vừa thấy quyển toán nâng cao trên bàn học của con.
sao con lại nói dối và không cho bạn mượn? Bình thường hai đứa chơi thân với nhau lắm cơ mà. Đó là trước đây thôi, bây giờ con không thèm chơi với bạn ấy nữa. Có chuyện gì vậy con? Từ hồi là át chủ bài của đội bóng, rồi đứng đầu cả khối về thành tích học tập, bạn ấy chẳng thèm đi chơi với ai. Lúc nào tan trường cũng cắm đầu cắm cổ chạy về trước, cứ làm như có việc bận lắm ấy. Vậy sao? Sao con không hỏi bạn xem bạn có việc thật không? Sao con phải hỏi chứ? Đã thế, con không thèm chơi luôn. À, thơm quá mẹ ạ. Con hãy nhìn mà đoán xem đây là món gì nào. Dễ ợt, đây là món thịt viên chiên. Đúng rồi, con thử nhìn rồi đoán xem mẹ đã dùng thịt gì để làm món thịt viên này. À, con biết rồi. Nếu con đoán không lầm thì là thịt viên này làm từ thịt lợn. Vì sao lại là thịt lợn? Biết đâu là thịt gà, thịt bò, thịt bê, thịt cá thì sao hả con? Thì con đoán mò thế thôi. Nhìn qua có vẻ giống thịt lợn. Chưa đúng rồi. Bây giờ mẹ sẽ đưa đĩa thịt viên này gần lại để con ngửi. Sau khi ngửi xong hãy cho mẹ biết đáp án của con nhé. Vâng. Thơm quá. Đúng rồi, thịt gà, đúng không mẹ? Muốn biết đúng hay không, giờ mẹ cho con nếm xem vị nó như thế nào nhé. Ngon quá mẹ ạ. Giờ thì con biết rồi, là thịt bò. Đó, con thấy không? Chỉ là một món thịt viên chiên thôi. Nếu con chỉ nhìn, chỉ ngửi, chưa chắc con đã biết nó làm từ nguyên liệu gì. Con phải nếm nó bằng tất cả các giác quan mới biết được chính xác nó là gì. Mẹ ơi, mẹ nói hay quá. Bởi vậy, những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã phải là bản chất của vấn đề, mà chỉ là một khía cạnh của câu chuyện mà thôi. Mẹ, ý mẹ là... Việc bạn Tuấn không đi chơi cùng con cũng vậy. Bạn ấy chỉ sống với bà và mẹ. Mẹ bạn ấy thì đi làm suốt ngày. Còn bà bạn ấy dạo này đau chân không đi được, nên bạn ấy phải về nhà thăm bà đó con. Thật vậy sao ạ? Sao mẹ biết? Sáng nay mẹ đi chợ qua có nhìn thấy. Bạn ấy chăm chỉ làm việc nhà, mà lúc mẹ đi chợ về, bạn ấy cũng chưa làm xong. Có lẽ vì thế mà bạn ấy không có thời gian đi chơi cùng với các con đó. Vậy mà con cứ nghĩ bạn ấy không hòa đồng, lại còn trách bạn ấy không cho bạn ấy mượn sách nữa chứ. Giờ con sửa chữa cũng chưa muộn mà. Vâng, con biết rồi. Lát con sẽ mang sách qua cho Tuấn, rồi xem bạn ấy có cần con giúp gì nữa không. Ừ, thế ăn nhanh lên đi con. Mình về thôi. Cậu làm gì vậy? Trả cá cho tớ. Không trả. Trả đây. Tại cậu đấy. Không, tại cậu. Thôi, không cãi nhau nữa. Bọn mình bắt cá ở đây đi. Không được. Nghe nói ở đây có nhiều sư tử biển, nguy hiểm lắm. Nói như cậu thì có mà chết đói ở đây à. Cậu không xuống thì tớ xuống. Đừng mà. Tớ cảm thấy không an toàn. Mình đi thôi. Cậu đi trước đi, tớ bắt con cá này đã. Đi thôi, tớ đã bảo ở đây nguy hiểm mà. Không. Không. Cứu tôi. Cứu tôi với. Nhanh, chạy đi. Chạy đi, nhanh lên. Tớ đã bảo là nguy hiểm rồi. Sao cậu không nghe? Mắt tớ đau quá. Tớ không nhìn thấy gì hết, chim gầy ơi. Cậu sẽ không sao đâu. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Chết rồi, mưa tuyết thế này làm sao về được đây? Tớ không muốn về. Cái gì? Sao lại không về? Tớ còn cái gì nữa mà về? Ngay cả chân tay mình tớ còn không nhìn được thì về làm gì? Mọi người, bạn bè sẽ nhìn tớ mà thương hại. Tớ sẽ trở thành gánh nặng cho ba mẹ tớ. Cậu phải về, cậu phải đối diện và vượt qua những điều đó thì cậu mới tồn tại được. Tồn tại à?
Tới giờ như đứa bỏ đi rồi, còn tồn tại làm gì nữa. Cậu phải về. Đứng dậy đi, tớ không về. Cậu muốn thì cứ về đi, kệ tôi. Sống không nhìn thấy gì thì chết đi còn hơn. Đồ hèn, rốt cuộc cậu cũng đã trở thành một kẻ tàn phế. Cứ ở đấy một mình đi, tôi càng rảnh nợ. Cậu về đi, cậu đi luôn đi, tôi không cần cậu nữa. Chim gầy ơi, chim gầy. Thế mà cậu bảo là sẽ chăm sóc tớ à? Cậu là đồ tồi, cậu cứ đi đi, cậu cút đi. Tớ sẽ hận cậu suốt đời. Mình hận cậu ta, tưởng không có cậu mình sẽ không sống nổi sao? Mình phải sống và sẽ sống tốt cho cậu ta xem. Thôi. Là cậu à? Cậu quay trở lại đây làm gì? Không, tớ không đi đâu cả. Và tớ cũng chưa rời xa cậu một phút nào. Sao lại không rời xa tớ phút nào? Chả phải cậu đã bỏ tôi đi rồi còn gì? Mấy ngày qua tớ luôn đứng sau quan sát cậu. Tớ phải làm như vậy cậu mới tự đứng dậy được. Có mắt hay không có mắt không quan trọng. Quan trọng là cậu đã vượt qua được chính cậu. Cậu... Nào, mình về thôi, chim béo. Rết nàng bâng. Ngày xưa, Ngọc Hoàng có cô con gái út vụng về và chậm chạp, thường gọi là nàng bâng. Xem, hoa sen ở vườn thượng uyển nở đẹp cả bốn mùa. Để em cắm sen vào bình, hương sen sẽ khiến chàng thư thái hơn. Dạ, sen thật đẹp và thơm. Cảm ơn nàng. Chàng nhớ mặc thêm áo dày kẻo cảm lạnh. Mà em phải đan cho chàng một cái áo mới thôi. Áo chàng sờn bạc cả rồi. Ngần này thôi sao? Nàng ơi, nàng đang làm gì vậy? Em muốn đan cho chàng một chiếc áo len để mặc mùa rét này, nhưng vẫn chưa xong đâu. Chàng chịu khó chờ chút nhé. Ừ, ta sẽ chờ để được mặc áo nàng đan. Cho chồng đã xong rồi. Em đã đan xong chiếc áo len cho chàng rồi. Chàng mặc thử đi. Cảm ơn nàng. Chiếc áo mới đẹp làm sao. Nhưng sao ạ? Nàng nhìn xem, mùa xuân đã đến rồi. Trời đã hửng nắng. Đúng
là mùa đông đã qua rồi, trời không còn rét nữa. Chàng đâu cần chiếc áo này nữa. Không sao đâu, đến mùa đông năm sau ta sẽ mặc nó. Nhưng dù sao chàng cũng đã trải qua một mùa đông không có áo ấm mặc. Đó là lỗi của em. Em đúng thật là chậm chạp, vụng về quá đỗi. Con gái út của ta, sao con lại buồn đến vậy? Cha ơi, con đang cho chồng con chiếc áo len, con cứ đăng mãi, hết tháng giêng rồi qua tháng hai, vậy mà chiếc áo đang xong thì trời đã hết rét rồi. Vậy là suốt mấy tháng mùa đông, con cặm cụi ngồi đan, mặc cho những ngón tay nhỏ nhắn phồng rộp lên thế này, chỉ vì muốn tặng chồng tấm áo mặc ngày lạnh ư? Cha ơi, không sao đâu ạ. Con chẳng thấy đau những ngón tay chút nào. Con chỉ buồn vì trời đã hết rét, nên chồng con vẫn chưa được mặc áo. Con gái ngoan của ta, ai bảo trời đã hết rét chứ? Cha nói sao cơ ạ? Trời vẫn chưa hết rét sao cha? Con cứ chờ đến ngày mai mà xem. Cha nói đúng thật, trời lại rét rồi. Trời thì rét, nhưng được mặc áo nàng đan, ta thấy ấm áp vô cùng. Từ đó, cứ vào tháng 3 hàng năm, giữa những ngày nắng đẹp, bỗng nhiên có một đợt rét ngọt như một món quà bất ngờ của trời đất. Dân gian vẫn gọi đó là rét nàng bân. Cái rét thấm đượm tình phu thê của nàng bân với chồng, và tình phụ tử của Ngọc Hoàng với cô con gái vụng về mà hồn hậu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!